cái đường này đẹp nè. Mới nói xong nó hết đẹp rồi. Bên trái cầu là bến xe bạc, xe bạc, xe điện. Bởi vậy mới nói là anh coi ở đâu mà nó có Halloween đó, nó decoration mà on the street như là Alameda mọi năm á. Cái đó là phải vô cái chỗ trung tâm đó, cái đường à, Alameda đi qua đó. À không có đi đường đó nữa hả? Anh đâu đi đường đó. Bây giờ đi đường khác rồi hả? Cũng Alameda đi qua luôn đây. Nhưng mà không vô cái xóm đó. Sao thế? Không vô xóm đó đâu có thấy chân. Đâu có vô xóm đó đâu mà thấy chân. À nhưng mà có đi ngang đó không? Có. Vậy là mai mốt đi ngang cái dòm trái một cái nha. Quay hả? Ừ, nếu có thì cho anh đi coi, đi ngắm Halloween cái coi. Alameda nó chân á, lễ gì cũng chân á. Ra freeway rồi. Sau xe làm rồi, đây là freeway 880 knot. Bên phải là dealer xe ha, Honda. Mua xe mới Honda là vô đây, có Toyota nằm bên cạnh. Đó, bao nhiêu chiếc xe tha hồ lựa, có tiền hay không thôi. Tesla nguyên một đoạn dài luôn. Từ đây trong này, từ đây tới dài 2 ba lốc. Tesla nhiều ha. Sau này bây giờ đặt mua xe cũng khó như hồi xưa. Không phải là 2 năm nữa. Cho nên Tesla bây giờ đầy đường luôn. Bây giờ mấy tháng là có rồi. À, cái xe sạch quá luôn, có một vết chim ị. Mới nói xong ba chiếc Tesla đi liền luôn. Đỏ, xanh, trắng. Rồi Tesla là Ấn Độ họ đi. Người Ấn Độ họ đi.